Vân Anh và Alex xin kính chào quý vị khán thính giả. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi một vài bản tin vắn trong ngày, mở đầu với Alex. Kính thưa quý vị, phụ nữ lần đầu tiên sẽ được huấn luyện tại Camp Pendleton, thủy quân lục chiến. 40 cô lần đầu tiên sẽ được huấn luyện tại Camp Pendleton, nơi mà huấn luyện những thủy quân lục chiến hồi đó tới giờ. Và đây là theo dự định của Pentagon, tức là của quân lực Hoa Kỳ, để cho những người phụ nữ vào làm việc nam với nữ lẫn lộn với nhau. Và hồi xưa thì không có vậy hả Alex? Hồi xưa thì không có vậy, mà quan trọng nhất đây là lần đầu tiên những người phụ nữ này sẽ có thể ra làm bộ binh. Thì chỉ biết hồi đó thì giờ là bộ binh là chỉ có nam thôi. Wow. Yeah. Như vậy để thấy rằng người phụ nữ ngày hôm nay, nhất là tại xã hội Hoa Kỳ, càng ngày càng đóng những cái vai trò rất là quan trọng, ngang hàng với nam giới và đôi khi còn hơn nam giới. Vâng, thưa quý vị, cũng tiếp theo bản tin của Alex thì thưa quý vị, rất là đặc biệt, ngày hôm nay Tổng thống Donald Trump vừa bổ nhiệm người giám đốc của CIA là một người phụ nữ đầu tiên, đó là bà Gina Haspel. Bà đã có 33 năm kinh nghiệm hoạt động tình báo và từng điều hành một trung tâm giam giữ và khai thác bí mật tại Thái Lan. Thưa quý vị, đây là một cái điều rất là đặc biệt, vì đây là đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ có một người là đầu tàu của hệ thống CIA, tức là giám đốc của CIA, mà là một người phụ nữ. Alex nghĩ sao? Thì Alex nghĩ là bà này, quý vị, thầy chị đã nói là đã có 30 năm kinh nghiệm về 33 năm, hơn 30 năm kinh nghiệm về chuyện thanh tra, cho nên bà rất là có nhiều kinh nghiệm để mà đảm nhiệm trách việc này. Vâng, thưa quý vị, và bà đã từng là phó giám đốc của CIA, và ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm cho bà chính thức trở thành giám đốc CIA. Vâng, thưa quý vị, năm 2018 là năm của phụ nữ. Vậy mà Alex. Và kính thưa quý vị, sau đây là Tổng thống Trump mới vừa ngày hôm qua đã ngăn cản hãng Broadcom mua hãng Qualcomm, tại vì nói là vì bí mật quốc gia không cho bán. Tại vì hãng Qualcomm đã làm những cái chip cho máy điện tử và những cái máy phone mà nhà nước đang xài, nhất là về bên quân lực đang xài, cho nên họ nói là nếu mà bán cho hãng Broadcom, tức là hãng của Singapore, thì sẽ coi như là sợ là bị những cái bí mật quốc gia bị ăn cắp. Vì sự an toàn của quốc gia cho nên Tổng thống Donald Trump đã ngăn cản. Và chúng ta cũng biết được rằng Qualcomm là cái gọi là headquarter là tại San Diego của chúng ta, phải đúng không ạ? Là Qualcomm cũng là một trong hãng sản xuất điện tử lớn nhất trên Hoa Kỳ, nhất nhì với hãng Apple, mà lại trụ sở là ở tại San Diego. Vâng, một niềm vui cho San Diego của chúng ta. Thưa quý vị, một bản tin kế tiếp từ Los Angeles. Thưa quý vị, chúng ta nghe rất là nhiều với cái sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật ngày hôm nay. Chúng ta nghe những tin tức, chúng ta nghĩ là cái chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng thưa quý vị, chắc thời gian vừa qua quý vị đã nghe nói về một cái bản tin, đó là không lâu nữa xe hơi không người lái sẽ xuất hiện ngoài thị trường. Thì thưa quý vị, ngày 2 tháng 4 sắp tới đây, xe hơi không người lái chính thức sẽ được di chuyển tại tiểu bang California. Tuy nhiên, theo một thống kê cho biết, trong thời gian vừa qua, trong thời gian thử nghiệm thì đã có 6 vụ ẩu đả, tức là khi những cái chiếc xe không người lái này lái trên đường thì đã bị chính con người tấn công những cái chiếc xe này. Và cái điều này cũng gây rất là nhiều sự chú ý của những người sản xuất những chiếc xe không người lái này. Alex nghĩ sao? Tại vì Alex nghĩ là tại vì nó lạ cho nên người ta thấy lạ và người ta cảm thấy là không an toàn cho những người lái xe trên đường, cho người ta tấn công như vậy, hay là sao Alex? Thì Alex cũng nghĩ như vậy. Thì quý vị biết không, nếu mà những cái xe, mà nhất là những cái xe điện, thì quý vị nghe mà đi đường á thì không bao giờ mà nghe xe chạy tới. Đúng rồi. Tại vì nó êm lắm. Rất là êm, mà khi mà thấy không có người lái lại vừa tức vừa giận và vừa là hoảng hốt, cho nên cứ phải đánh cho đã. Dạ vâng, thưa quý vị, và những cái cuộc ẩu đả này, tức là giữa người và những chiếc xe không người lái, đều xảy ra tại thành phố San Francisco của California. Đúng. Và một cái tin kế tiếp theo đây, tức là hãng hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson lần đầu tiên tới Việt Nam sau khi 40 năm chấm dứt cuộc chiến tranh Việt Nam với Hoa Kỳ. Đây là chiếc tàu hàng không mẫu hạm lần đầu tiên đến với Đà Nẵng sau khi gần như là 40 năm sau chiến tranh chị. Dạ vâng, hơn 40 năm sau chiến tranh Việt Nam. Và trong những ngày qua thì quý vị cũng đã xem những tin tức để thấy rằng người dân Việt Nam tại Đà Nẵng đã rất là nhiệt tình và chào đón những người chiến binh hải quân trên chiếc hàng không mẫu hạm ghé thăm
thành phố Đà Nẵng, và những người lính hải quân đã cùng hát với người dân địa phương với một cái bầu không khí rất là thân thiện, và họ cũng đi thăm những cái viện mồ côi ngay tại thành phố Đà Nẵng. Đúng rồi chị. Phải không Alex? Đúng rồi chị. Mà cái chuyện quan trọng nhất là không phải là tại vì đây là lần đầu tiên sau khi 40 năm hoặc là 50 năm đến Việt Nam, mà coi như là cái ý định của Hoa Kỳ đó là thị dằn mặt Trung Quốc về những cái chuyện mà săn lấp những cái nước láng giềng ở tại vùng Biển Đông chị. Vâng, và hy vọng với sự xuất hiện của những chiếc hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ đến Việt Nam thì cũng giúp cho bớt cái sự căng thẳng trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc, phải không quý vị và Alex? Vâng, thưa quý vị, một bản tin từ Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta chắc chắn là cũng đã xài qua một lần hệ thống buôn bán trên mạng Amazon. Hệ thống Amazon là hệ thống buôn bán trên Internet trên toàn cầu. Tuy nhiên, sắp tới đây thì Amazon chính thức về Việt Nam, và điều này là một cái điều cạnh tranh rất là lớn với công ty Alibaba tại Việt Nam. Công ty Alibaba là hệ thống mua bán trên mạng tại Trung Quốc. Và thưa quý vị, nhiều người cho rằng đây là cái mối đe dọa cho tập đoàn Alibaba tại Việt Nam. Alex nghĩ sao? Alex nghĩ là cũng như vậy, tại vì Alibaba cũng đã muốn vào thị trường Hoa Kỳ, nhưng mà tại vì hãng Amazon rất là mạnh, cho nên bây giờ hãng Amazon vô thị trường của Việt Nam và châu Á nói chung thì cũng sẽ đe dọa cho Alibaba. Và Alex cũng nghĩ là những người Việt Nam cũng đã xài Amazon cũng rất là nhiều mà xài lậu chị. Và bây giờ sẽ được xài chính thức phải không quý vị? Dạ vâng. Và một cái tin kế tiếp theo đây đó là San Diego chúng ta mới vừa được một ông cảnh sát trưởng mới. Ông đó tên là David Neslight, và ông ta đã được nhậm chức vào đầu tháng 3 năm nay, tại vì bà cảnh sát trưởng cũ đó là bà Shelley Zimmerman đã về hưu. Vâng, thưa quý vị, ai trong chúng ta chắc chắn là cũng rất là quen thuộc với khuôn mặt của vị nữ cảnh sát trưởng của chúng ta, bà Zimmerman. Nhất là trong cộng đồng người Việt thì Vân Anh thấy là trong những cái event lúc nào cũng có mặt bà. Và ngày hôm nay thì bà về hưu. Vân Anh được biết là cái chức vụ cảnh sát trưởng thì thường thường là được sự chỉ định của vị thị trưởng, phải không Alex? Đúng rồi. Dạ vâng. Được ông thị trưởng appoint, tức là ông Kevin Falconer, và sẽ được sự đồng ý với của City Council này chị. Dạ vâng, và hy vọng là vị tân cảnh sát trưởng này cũng sẽ đóng góp rất là nhiều cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta, và cộng đồng người Việt Nam của chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ ông hơn. Và cảm ơn ty cảnh sát San Diego lúc nào cũng bảo vệ cho sự an toàn của cư dân San Diego. Đúng rồi chị, và Alex thơ biết đây là ông ta là có nghi là ba đời làm cảnh sát rồi chị. Tức là cha đời làm cảnh sát. Tức là cha của ông là cảnh sát, và sau đây con của ông cũng mới vừa vô làm cảnh sát. Và cũng không nói ít nhiều về chị bà Shelley Zimmerman, tại vì trong thời gian bà làm cảnh sát trưởng thì thành phố San Diego được coi như là một trong thành phố an toàn nhất trên nước Mỹ, một thành phố lớn an toàn nhất trên nước Mỹ. Cảm ơn vị cựu cảnh sát trưởng của chúng ta, bà Zimmerman. Thưa quý vị, một bản tin kế tiếp từ Washington DC. Thưa quý vị, theo một số thống kê cho biết thì phần lớn người Mỹ nghĩ rằng những cái kỹ thuật hiện đại ngày hôm nay, thí dụ như là những người robot, những người máy đó quý vị, và những cái hệ thống điện tử, hệ thống bằng máy móc sẽ dần dần chiếm hết những cái công việc của người Mỹ, chứ không phải mối đe dọa là của người di dân cũng như là mang công việc ra nước ngoài. Alex nghĩ sao về điều này? Tại vì theo cái thống kê này cho biết đó, là người Mỹ họ lo sợ vì những cái người máy lấy hết công việc của mình, chứ không phải là người di dân tới đây để mà lấy công việc này. Thì Alex nghĩ chuyện đó là cũng là chuyện thường, tại vì quý vị biết nếu mà coi những cái phim khoa học giả tưởng thì quý vị biết là người robot sẽ làm rất là nhiều việc, và con người ta chỉ làm những việc trí thức hoặc là những việc nào để mà coi như là gọi là arts, tức là văn nghệ trí thức thôi, chứ không còn làm việc nặng nhọc nữa chị. Tức là thưa quý vị, trong thời gian sắp tới thì những công việc nặng nhọc bằng tay chân từ từ sẽ không còn nữa, phải không quý vị? Thì một phần thì cũng khỏe cho mình, mà một phần thì cũng coi như là mất việc cho rất là nhiều người. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp từ thành phố San Marcos. Thưa quý vị, trường đại học California State University San Marcos vừa được xếp hạng đứng thứ 13 là trường đại học an toàn nhất trong toàn nước Mỹ, tức là trường đứng thứ 13 đó quý vị. Thì thưa quý vị, trong thời gian vừa qua chúng ta cũng biết là trường đại học San Marcos đã được xây cất và mở rộng thêm nhiều
cái phòng học nữa. Và ở nơi đây đó thì cái thành phố Samarcos chúng ta cũng thấy là có nhiều người đến ở hơn, mở mang nhiều hơn. Và nếu mà cái trường đại học này được định giá là một cái trường đại học mà an toàn thì đây cũng là một cái niềm vui cho thành phố San Diego của chúng ta cũng như là cho thành phố Samarcos. Đúng rồi chị. Và theo em biết là trường San Marcos là một trong những trường mới nhất trong hệ thống Cal State, và mà cũng mới vừa phát triển thêm trong vòng vài năm nay thôi mà cũng đã được xếp hạng là thứ 13 về phần an toàn, thì cũng rất là hay và niềm vui cho con em của chúng ta. Vâng, và một cái tin nữa là ông bác sĩ 73 tuổi mới vừa bị bắt tại vì viết toa bất hợp pháp cho những người nghiện áp phiện chị. Vâng, là ông đó là coi như ông ta nói là ông thường viết cho 7-8 người bệnh nhân mà xin thuốc nào cũng cho viết thuốc đó. Wow. Mà mấy người đó thì không chỉ những là xài thuốc đó mà lại còn bán thuốc đó ra ngoài. Mà ông là cư dân của San Diego. Đúng rồi chị. Dạ, vâng. Của bác sĩ San Diego. Vâng, thưa quý vị, chúng ta nghe rất là nhiều những câu chuyện này xảy ra rất là thường ngày. Những vị bác sĩ và kể cả bệnh nhân, họ abuse, tức là họ lạm dụng cái hệ thống y tế của Hoa Kỳ. Giống như Alex vừa trình bày, tức là người y sĩ thì cho thuốc một cách bừa bãi và người bệnh nhân thì mang những cái thuốc, mà đặc biệt là những cái loại thuốc về thuốc phiện như vậy, mang ra ngoài như vậy thì rất là tai hại. Và đương nhiên khi mà bị bắt thì bị tội rất là nặng. Điều đó Alex thấy rằng cái ranh giới giữa tội ác và việc thiện nó rất là gần, nó rất là nhỏ. Đúng phải rồi. Không Alex? Và Alex nghĩ là không phải là ông này là có ác ý, nhưng mà tại vì lúc chắc là vừa già và cũng coi như là đã bệnh nhân đã quen rồi cho nên cứ xin cái gì cho đó. Và ông đã làm bác sĩ trên bao nhiêu năm rồi? Ông năm nay làm ông 73 tuổi chắc là cũng làm bác sĩ ít nhất là 40 năm rồi chị. Dạ vâng. Và như vậy là chúng ta thấy là ông làm rất là lâu, có rất là nhiều kinh nghiệm nhưng mà cũng mắc phải cái lỗi này phải không quý vị? Cảm ơn quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin vắn ngày hôm nay với Vân Anh và Alex. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt. Xin kính chào quý vị.